Kỳ Lân chào mừng tất cả quý khách quay trở lại đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay tiếp tục chủ đề giới thiệu về vải luxury cao cấp đặc biệt của Kỳ Lân Luxury. Ở clip trước thì Kỳ Lân đã review chi tiết, giới thiệu chi tiết về sắp vải mà Kỳ Lân đã rất mất nhiều thời gian và vất vả để mình từ lúc đặt hàng, ý tưởng đến đặt hàng và đến nhận được sắp vải hoàn thiện có theo chữ Kỳ Lân Luxury bằng chỉ vàng. Thì ngày hôm nay, clip này Kỳ Lân đem gửi đến tất cả quý khách thành phẩm mà Kỳ Lân đã may, đó chính là áo vest, quần này không phải là quần đùi mà cũng không phải là quần dài, nó là quần lỡ. Thì bình thường quần đùi tới đây, quần dài tới đây, thì Kỳ Lân thiết kế quần lỡ này để tạo phong cách riêng của mình, và một cái quần dài kèm theo là một cái áo ghi lê nữa, nhưng mà áo ghi lê thì chưa hoàn thiện xong, thì cái gì hoàn thiện trước Kỳ Lân sẽ review trước. Thì đây là cái quần mà Kỳ Lân muốn tạo một cái phong cách riêng nữa, thay vì quần dài đã có rồi thì Kỳ Lân muốn tạo quần này là lỡ. Sau khi mà thử vào bộ đồ mình đã may cho chính bản thân mình từ cái quần này là cái quần lỡ, thì lát nữa Kỳ Lân sẽ thay cái quần dài vô, bởi vì Kỳ Lân thích quần lỡ này và Kỳ Lân muốn làm thêm một cái quần lỡ để mà Kỳ Lân bận với những cái áo sơ mi để mà Kỳ Lân đi cho nó thoải mái, lúc đi dạo phố hoặc là những lúc đi cà phê, những lúc đi du lịch. Còn về trong làm việc thì mình sẽ bận cái quần dài với áo vest, hoặc là cái quần này mình vẫn bận cái áo ghi lê được, hoặc là mình có thể bận với một số cái áo thể thao thời trang. Rồi lát nữa Kỳ Lân sẽ thay cái quần dài để mà bận với bộ vest này cho nó phù hợp hơn. Và một điều mà Kỳ Lân chắc chắn rằng là tất cả những quý khách, tất cả mọi người đã xem những clip của Kỳ Lân trước đây thì sẽ thắc mắc để ý là cái bộ nút này sao. Vâng, bộ nút áo này Kỳ Lân đang sử dụng là bộ nút áo logo Kỳ Lân Luxury, được làm từ, được chế tác từ vàng nguyên khối ao 750 và đến full kim cương ở vòng tròn ngoài và bên trong là logo vương miện. Trên cổ tay áo thì sẽ có hai hàng hai bên là hai hàng nút bằng vàng nguyên khối ao 750 và ở giữa có một viên kim cương tròn rất đẹp. Ở những clip trước thì Kỳ Lân đã nói về giá của bộ nút rồi. Đối với nút logo vương miện là trên 10 triệu đồng. Đối với nút có viên kim cương chủ ở giữa là 15 triệu đồng. Và đặc biệt trên cái áo vest này sẽ có một cái nút gài cho áo vest to, tròn, logo vương miện của Kỳ Lân Luxury. Còn tròn ngoài cũng được đính full kim cương. Mặt thắt lưng này cũng được làm từ vàng nguyên khối ao 750, vàng trắng và vàng hồng kết hợp với nhau. Trên trong logo vương miện có 3 viên kim cương. 3 viên kim cương này là 3 viên kim cương vuông đẹp, rất đẹp mà Kỳ Lân đã tuyển chọn. Trên đôi giày Kỳ Lân đang sử dụng cũng vậy, là hai logo vương miện trên hai chiếc giày và trong mỗi cái logo miệng có 3 viên kim cương vuông rất đẹp, được làm từ da cá sấu nhập từ công ty chuyên thuộc da ở các nước ngoài. Và những cái da cá sấu này là được công ty chuyên thuộc da cung cấp cho những cái đơn vị thời trang lớn trên thế giới, và trong đó có Kỳ Lân Luxury. Và trên khay này Kỳ Lân đang để là cái quần dài. Ở đây chúng ta sẽ thấy rõ cái logo mà Kỳ Lân đã theo lên, logo vương miện của Kỳ Lân Luxury. Và cả trên áo sơ mi trắng mà Kỳ Lân đang bận bên trong cũng vậy, cũng có theo cái logo vàng, logo vương miện Kỳ Lân Luxury. Trên quần cũng vậy. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành thay chiếc quần dài vào để tất cả quý khách, tất cả mọi người xem được bộ đồ vest thực thụ đẹp như thế nào. Và đây, Kỳ Lân đã thay xong chiếc quần dài, nguyên một bộ combo. Wow. Quần dài, áo sơ mi bên trong và áo vest. Hôm sau Kỳ Lân sẽ tiếp tục review về cái áo ghi lê vải này kết hợp với cái quần dài hoặc là cái quần lỡ hồi nãy á. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.